Hôm nay Mai Rừng tiếp tục chia sẻ đến các bạn cái quá trình thực hành làm rau câu 3D của mình. Mai Rừng rất là thích làm rau câu 3D. Để làm được rau câu 3D thì trải qua 4 bước và Mai Rừng đang thực hành bước đầu tiên nè. Bây giờ mình sẽ đổ cái lớp bay để mình bơm cái cánh hoa vào đó các bạn. Cái lớp này rất là quan trọng nha. Nếu như mình không biết cách nấu bay á thì cái lớp bay của chúng ta sẽ bị vàng và nó sẽ nổi bọt khí. Trong cái suốt quá trình thực hành thì bây giờ đến hôm nay thì Mai Rừng tạm ổn ở cái khâu thứ nhất này. Rau câu trước khi mà mình đổ vào nước thì mình phải dùng cái tay của mình bóp cái gói rau câu ra để cho cái bột rau câu nó tan ra đó các bạn. Sau đó mình mới khuấy nhẹ tay, nhẹ nhàng và đều tay như thế này. Và bây giờ mình sẽ nấu rau câu. Rau câu vừa sôi thì mình sẽ phải vớt hết cái lớp bọt như thế này. Mình sử dụng một cái muôi và một cái chén hoặc là một cái khay, một cái hộp gì cũng được. Mình vớt hết cái phần bọt trắng như thế này ra. Phải vớt hết nha các bạn. Cái khâu này rất là kỹ nè. Sau khi mình vớt hết cái lớp bọt ra rồi thì mình tiếp tục đậy nắp lại. Mình để từ 5 đến 10 phút. Sau đó là mình sẽ cho đường vào. Trong các video trước, Mai Rừng có chia sẻ về cái cách mà cho đường ngọt hay lạt tùy vào sử dụng của mỗi gia đình. Mình có thể cho nhiều đường hoặc ít đường. Thông thường 1 lít rưỡi nước thì mình có thể sử dụng từ 200 đến 250 gram đường. Là khoảng từ 2 đến 2 lạng rưỡi đó các bạn. Mình cho đường vào, mình khuấy tan ra như thế này. Sau đó mình sẽ đậy nắp tiếp. Mình đậy nắp để cho cái bọt khí đó các bạn nó tan đó. Đó các bạn thấy cái bọt khí nó vẫn còn nổi trên bề mặt này. Và bây giờ sau khi mình đã để khoảng từ 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ lọc qua một cái khuôn. Hôm nay Mai Rừng sử dụng cái khuôn tròn nè. Các bạn thấy trong không ạ? Và mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 2 đến 3 giờ để cho rau câu đông lại. Sau đó mình sẽ pha màu để mình bơm từng cánh hoa vào. Trong cái phần này Mai Rừng đã đưa chữ vào rồi. Trong video tới Mai Rừng sẽ chia sẻ toàn bộ cái quá trình tạo chữ rau câu 3D. Và hôm nay Mai Rừng sẽ học làm cái hoa hồng đó các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hành cái mẫu hoa hồng đó các bạn. Từng cánh hoa hồng Mai Rừng đang mà đưa vào nè. Đối với các loại hoa này mình phải làm riết nó sẽ quen tay. Mình làm riết thì mình bơm tay của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn và mình sẽ bơm được từng cái cánh hoa vào. Và khi mình bơm những cánh hoa như thế này thì mình phải bo tròn từng cái hoa để cho cái hoa của mình nó tròn, nó đều đó. Mai Rừng vẫn chưa có làm thuần thục cái quá trình mà bơm từng cánh hoa này vào. Cho nên là mình cứ học đến đâu, mình thực hành đến đâu và mình rút kinh nghiệm đến đó mà thôi. Mình sẽ làm hoa vàng, hoa trắng và hoa màu đỏ để nó rực cái bánh rau câu 3D lên. Cứ mỗi lần mình bơm từng cái cánh hoa như thế này thì mình phải rửa mũi kim đó các bạn. Và từng cái ly màu của mình thì phải luôn ở trong cái nhiệt độ ấm. Nếu như mình không có để trong ở cái nhiệt độ ấm hoặc là nóng đó các bạn, rau câu mà
nó sẽ đặt lại, mình sẽ không có bơm cái cánh hoa vào được. Mời các bạn xem tiếp quá trình Ma Rương thực hành bơm cánh hoa để làm một cái bánh rau câu 3D nhân dịp sinh nhật. Đây là cái bánh mà khách hàng đặt Ma Rương làm đó các bạn. Và đây là cái bánh rau câu 3D sau khi Mai Rương bơm những cái cánh hoa vào, bơm lá hoa vào và mình lau chùi cái mặt bánh cho nó sạch sẽ trước khi mình đổ cái lớp nền. Để cái bánh rau câu sẽ ngon hơn, hôm nay Mai Rương sử dụng một trái thơm và mình sẽ rim với đường như thế này, để chút xíu nữa mình sẽ đổ cái lớp nền. Và đây là màu của hoa đậu biếc nè. Và đây là cái nồi rau câu, Mai Rương sử dụng rau câu giòn. Khi mình nấu sôi cái rau câu giòn này thì Mai Rương có cho vào đây nước cốt dừa đó các bạn, để thêm cái phần béo. Và mình cũng sẽ thêm đường vào đây. Mình cho cái phần hoa đậu biếc vào luôn nha. Để tạo ma sát thì mình sẽ sử dụng một cái nĩa đó các bạn. Mình phải tạo như thế này thì hai lớp mới có sự kết dính. Và mình sẽ đổ nhẹ nhàng một cái lớp mỏng với cái màu hoa đậu biếc rất là nhạt. Sau đó mình sẽ không có sử dụng cái rây lọc luôn các bạn, để mình giữ cái phần xác của thơm đó, để cái bánh mình ăn nó sẽ ngon hơn, nó có độ chua chua ngọt ngọt nha các bạn nha. Và đây thành phẩm sau mấy tiếng đồng hồ, quá đẹp luôn, tuyệt vời không ạ? Rất là vui khi được nhìn cái sản phẩm do chính tay của mình thực hành. Mai Rương thấy rằng mình ngày càng hoàn thiện hơn cái đôi tay của mình đó, ngày càng đẹp hơn, đúng không các bạn? Các bạn nhớ tặng cho Mai Rương những cái like đi, chia sẻ video để động viên tinh thần mình sẽ cố gắng hơn mỗi ngày, và đăng ký thành viên để cập nhật những cái video mới nhất nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng ngắm cái mẫu hoa rau câu 3D từ Mai Rương TV. Nếu các bạn nào yêu thích làm rau câu 3D, các bạn cứ thực hành đi các bạn. Thích là nhích, làm riết cũng thành công thôi. Và đây là một cái món quà hết sức ý nghĩa, chân tình từ tấm lòng để tặng cho những người thân của chúng ta. Thank you.